Xin chào, hôm nay tôi rất bận giải quyết việc công ty cuối năm, nhưng cũng tranh thủ cứu được hai con rái cá vuốt bé. Hồi 4 giờ sáng hôm nay ở dưới quê có người nhắn tin cho tôi biết bắt được hai con rái cá tính bán cho khách bên Trung Quốc. Nhưng thấy tôi nổi tiếng giải cứu động vật trên mạng nên muốn bán lại, mà cũng tội những người đi buôn bán động vật hoang dã vì do hoàn cảnh sống khó khăn nên mới bắt bán rái cá, nên mấy bạn hãy ủng hộ tôi nhiều lên để nhiều người biết đến, để tôi có thể cứu được nhiều thú vật hơn nữa. Ai muốn bán thú vật gì thì cứ liên hệ với tôi mua hết cho, nhất là những con thú mà trong sổ đỏ đó, tôi muốn giải cứu cho chúng lắm.